Một chiếc máy ảnh quay vlog hạt rẻ giúp bạn trở thành idol nghìn sub nghìn like, cực kỳ dễ dùng, cực kỳ nhỏ gọn. Đây chính là chiếc Canon M3. Trước kia muốn làm vlog mệt lắm anh em ạ, hoặc là phải sắm máy móc tốn kém mới có được tính năng xịn sò, hoặc là phải rất là khó dùng, máy to thì lích kích lỉnh kỉnh. Cơ mà từ khi có chiếc Canon M3 này, khả năng làm kênh vlog chất lượng đã hoàn toàn nằm trong tầm tay của các anh em ít kinh phí, ví dụ như là các bạn học sinh sinh viên này. Chỉ với loanh quanh 7 củ khoai mà bạn đã có được chất lượng video và hình ảnh sắc nét, màu video nịnh da hồng hào rạng rỡ, màn hình lật ngược cảm ứng giúp bạn căn chỉnh khung hình dễ dàng tiện lợi, có cả cổng cắm mic ngoài, tăng chất lượng thu âm rõ ràng chuyên nghiệp hơn, và đặc biệt là máy cực kỳ dễ dùng luôn. Giơ lên ấn quay là máy tự chỉnh nét, tự chỉnh sáng cho mình, không cần phải nghĩ nhiều. Có thể nói đây là chiếc máy tốt nhất để các anh em khởi đầu làm vlog chất lượng cao. Tuy nhiên thì chiếc Canon M3 này vẫn có một số nhược điểm cần phải lưu ý nha. Thời lượng pin thì khá ít, quay được khoảng 30 phút thì cần phải thay pin. Nên anh em nào có ý định chọn em này để về làm quay vlog thì nên sắm thêm 2 đến 3 viên pin dùng cho thoải mái hơn. Máy cũng không được cua gạch lắm đâu và chưa có chống mưa chống bụi, nên anh em nào mà muốn quay vlog thì nên chọn ngày nào trời đẹp chút là ok. Máy ảnh của Hà Nội, đơn vị số 1 về bảo hành và hỗ trợ khách hàng.